và cái hệ thống hóa của bệnh lịch phải nói rằng khác thường, hầu như có thấy là khó, kể cả trong cái vỏ óc vậy nó cũng khóa khác với của hả. Và tôi thấy có một số của thầy võ hoàng yên khóa cũng khác á, thì anh chị em nhớ dùng cho tôi như thế này, nó có các loại khóa ở tay và chân, nó cũng có loại khóa riêng của nó, chứ không có nghĩ là cái tay được cứ khóa vậy rồi đưa xuống chân bám vậy mày. Ở tay chúng ta có 3-4 loại khóa, tất cả loại khóa thứ nhất là khóa hộ khẩu, thứ hai là khóa ngõ, thứ ba là khóa lòng, cái thứ bốn là khóa nhân cách. À, chúng ta có tới 4 cái loại khóa ở tay. Ở chân thì chúng ta có 2 loại khóa. Khóa thứ nhất là khóa khổ khốc, và thứ hai là khóa bí huyệt. Khóa khổ khốc có tới 3 loại khổ khốc: khổ khốc 1, khổ khốc 2, khổ khốc 3. Khóa bí huyệt có tới 8 cái thứ bí huyệt là đó. Thành thử ra từ từ rồi chúng ta sẽ nhìn nhận. Đây là chúng ta biết qua một cái tổng thể sơ lược như vậy. Rồi.